Xin chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn là một số cái module thu phát RF. Thì ở đây mình có 3 bộ thu phát RF này. Thì đặc biệt của các cái bộ này là nó có thể truyền tín hiệu đi rất là xa. Như cái bộ này có thể truyền được là khoảng 8 km, bộ này còn 2 km này. Đây. Thì đầu tiên ở trên tay mình đây là cái bộ thu phát RF E14 TTL 100 đây. Thì bộ này sử dụng điện áp là từ 3,3 đến 5V và có công suất truyền tải là 100 mW. Đấy. Và cả ba cái module này thì nó giao tiếp theo cái chuẩn là TTL, tức là qua là T thì là nó sẽ có chân RX và chân TX để mình giao tiếp với lại máy tính hoặc là giao tiếp với lại các cái loại vi điều khiển này. Như con này cũng thế. Thì mình giới thiệu qua các cái chân của con E14 này nhé. Đây là chân AUX, là chân để nhận biết là khi có tín hiệu truyền về cái module này. Chân RX, chân TX là chân truyền và chân nhận này. Chân set là chân set các cái chế độ cho module hoạt động, chế độ ngủ hay là chế độ phát tín hiệu đi. VCC và GND là cấp điện áp từ 3,3 đến 5V đấy. Đấy. Thì cái này khi mà sử dụng chúng ta cần có anten. Đây. Anten để bạ vào. Ở đây mình có hai loại anten này. Một cái là dài như này, một cái là nhỏ ngắn như đây. Rồi, tiếp đến là cái bộ E32. Đây, tiếp đến là cái bộ E32 TTL 1W. Thì cái bộ này là bộ RF433. Thì nó có tần số là từ 410 đến 441 MHz và công suất truyền tải là 1W. Đấy. Thì ở bên trên trang web cũng có một con nữa là con E32 nhưng mà công suất của nó là 100 mW. Đấy. Mình giới thiệu qua các chân này. Thì là chân M0 và chân M1 là chân để mình chọn các cái chế độ mode 1, mode 0 hay là chế độ ngủ ấy, RX, TX này để giao tiếp cho qua chuẩn TTL. Chân AUX thì giống như cái module vừa rồi là báo khi có tín hiệu nhận về. Và chân VCC và chân GND là cấp nguồn. Thì cái module này chúng ta có thể cấp nguồn từ 2,8 đến 5,5V DC. Đấy. Cũng phải cần anten. Và đây mình có một cái bộ E30. Thì tần số bộ này thì cái chân và các cái chế độ nó cũng giống con E32 nhưng mà cái tần số của nó là có thể là từ 425 đến 450 MHz và công suất của nó là 10 mW. Đấy, điện áp thì cũng con này thì điện áp thì có tối ưu hơn là nó có thể cấp là điện áp từ 2,1 đến 5,5V DC. Đấy. Thì để chuyển nhận được thì các bạn phải chuẩn bị hai cặp giống nhau và xét các cái tần số giống nhau. Rồi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị hai cái mạch test. Đấy. Ở đây thì mình truyền nhận UART với lại con STM 8S003. Đây. Và 4 nút nhấn này. Khi mà nhấn 4 nút này nó sẽ truyền các cái dữ liệu sang bên kia và khi mà cái module nhận được thì là các cái đèn nó sẽ bật tắt tương ứng. Đấy. Thì để sử dụng cái tức là truyền nhận các cái module RF này tốt nhất thì các bạn nên sử dụng pin. Đấy. Nếu mà các bạn sử dụng nguồn thì chúng ta cần phải có một bộ lọc nguồn, tại vì các cái module này nó kén nguồn. Đấy. Các bạn nên sử dụng pin. Ở đây mình sử dụng pin 3,7V ultrafine và có cái sắc ở đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test con E14. Thì Ở cái video này mình test khoảng cách nó khá ngắn, thì nếu mà có điều kiện thì mình sẽ test thực tế, vì các cái module này nó truyền nhận khá là xa, có con lên tới 8 km, 2 km. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành test con E14 trước. Đây, các bạn sẽ cắm chân như này. Ở đây mình đã ký hiệu này, UA này. Thì cái này lúc thiết kế mình thiết kế ngược mất, thì nút nhấn 1 thì nó khó. Đây, các bạn cấp nguồn. Với cái bộ thu phát này, các bạn có thể ứng dụng nó truyền nhận các cái tín hiệu từ xa. Đấy, truyền thông tin liên lạc từ xa đấy. Đây, thì mình sẽ nhấn truyền này. Đấy. Nó sẽ sáng đèn tương ứng, truyền và nhận. Đây, bây giờ từ module này mình sẽ truyền lại. Phản hồi cái là nhanh. Okay. Bây giờ mình sẽ test cái hai con E32 1W ở đây. Thì ở đây mình sử dụng cái anten bán kèm theo nó. Nhìn rất là hoành tráng. Thì với cái anten này thì nó sẽ có thể truyền mắc công suất của nó. Các bạn có thể chọn các loại anten tốt hơn. Đây. Ở đây mình cắm lên mạch test rồi. TX và TX của con điều khiển đấu chéo đấy, TX và RX và TX, rồi nhấn reset này và truyền nhận này 1, rồi truyền lại. Ok, thì mình vừa test cái con E32 này, thì nếu mà có điều kiện mình sẽ test thực tế, vì con này truyền khá xa, khoảng 8 km cơ. Đây, thì đối với con E30 các bạn cũng test tương tự như vậy, cũng nếu mà muốn giao tiếp với lại các vi điều khiển thì cũng đây RX vào TX và TX vào RX, vào các cái M0 M1 để chọn chế độ. AUX là chân tín hiệu gửi về, nếu mà khi có tín hiệu ở module khác truyền về cho nó. Đấy. Thì trên đây mình vừa giới thiệu nhanh và test nhanh cho các bạn xem về các cái module thu phát RF E14, E30 và E32. Thì, về cái tài liệu tham khảo hay là cách sử dụng các cái module này, các bạn nào mà muốn có thắc mắc hay là muốn tham khảo thì hãy comment ở phía dưới, thì nhóm sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe cho nhóm để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.